Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 5 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch và công tác bầu cử tại một số đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Hưng Yên ghi nhận thêm 2 ca dương tính với COVID-19. Đảm bảo các phương án phòng chống dịch COVID-19 cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Huyện Phù Cử chủ động các giải pháp tiêu thụ vải trong mùa dịch. Quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm việc và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác chuẩn bị cho bầu cử tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và huyện Văn Lâm. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Hiện nay, tình hình dịch bệnh trong các khu công nghiệp ở một số tỉnh xung quanh Hưng Yên có diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tại 7 khu công nghiệp với gần 400 dự án, 63.000 lao động trên địa bàn tỉnh hiện chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19. Đã có gần 300 doanh nghiệp trong khu công nghiệp được tập huấn phòng chống dịch. Một số vụ việc có ca nghi nhiễm xảy ra ở một số công ty như Denka Việt Nam, Ecotech Hưng Yên, Fuji Bakerlite Việt Nam đều được xử lý kịp thời hiệu quả. Trong tuần này, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Long 2 và Phố Nối A sẽ được triển khai hệ thống khai báo y tế qua mã QR code. Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh công tác phòng chống dịch hiện nay có ý nghĩa sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Trên cơ sở nhận thức 5S về virus SARS-CoV-2 là siêu nhanh, siêu nhỏ, siêu lẩn, sinh sản mạnh, sức sống bền, cần quán triệt phương châm 6T và thông điệp 7K trong phòng chống dịch. Trong đó, 6T là tuyên truyền trực tuyến, trực tiếp, toàn bộ, thanh tra và tổng lực. 7K là thông điệp 5K của Bộ Y tế kết hợp với thông điệp riêng của Hưng Yên là không chủ quan, không trông chờ. Trong tuyên truyền công tác phòng chống dịch, cần kết hợp tuyên truyền về bầu cử cho công nhân. Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với huyện Văn Lâm về công tác bầu cử và phòng chống dịch. Hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện được triển khai đảm bảo tiến độ đúng luật định. Về công tác phòng chống dịch, trên địa bàn huyện hiện chưa ghi nhận ca mắc COVID-19. Các điểm giáp danh với vùng dịch huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đều được kiểm soát tốt. Huyện đã xây dựng kế hoạch phương án cụ thể về tổ chức bầu cử trong tình hình có dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá công tác chuẩn bị cho bầu cử và phòng chống dịch của huyện Văn Lâm cơ bản được thực hiện tốt. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, do Văn Lâm là địa bàn tiếp giáp với các vùng dịch đang có những diễn biến phức tạp, có nhiều khu cụm công nghiệp nên cần hết sức lưu ý đến công tác phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử cũng như địa bàn có đóng góp rất lớn cho ngân sách tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đi kiểm tra, động viên tặng quà khẩu trang cho một số tổ bầu cử và chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã Đại Đồng, Việt Hưng của huyện Văn Lâm. Cũng trong chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng đoàn kiểm tra số 2 của Ủy ban bầu cử tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Phù Cử. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Phù Cử được triển khai đồng bộ, khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng nội dung tiến độ theo luật định. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân. Toàn huyện có 91 điểm bỏ phiếu, trong đó có 12 điểm bỏ phiếu tại nhà dân. Huyện đã cấp đủ hòm phiếu con dấu thẻ cử tri theo quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Phù Cử tập trung rà soát lại tất cả các văn bản hướng dẫn, các khâu các bước trong quy trình tổ chức bầu cử để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, chủ động nắm bắt tâm tư quần chúng nhân dân, kịp thời xử lý những vụ việc phát sinh ở cơ sở. Rà soát, nắm chắc di biến động của cử tri để bổ sung kịp thời,
tại các khu vực bỏ phiếu phải đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, phân công cán bộ y tế trực và có phương án phân luồng, giữ khoảng cách khi cử tri đến bỏ phiếu, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về bầu cử gắn với tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức, xây dựng phương án xử lý một số tình huống có thể phát sinh trong quá trình bầu cử, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Hoàn thành công tác bầu cử đúng cơ cấu, đủ thành phần, đúng thời gian, đúng pháp luật và đúng phòng dịch. Trước đó, đồng chí Trần Quốc Toản cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại xã Đoàn Đảo và thị trấn Trần Cao. Tại đây, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử của các địa phương, đồng thời trực tiếp giải đáp một số ý kiến vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ở các tổ bầu cử. Cũng trong sáng nay, đoàn kiểm tra số 4 Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Kim Động. Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân huyện Kim Động được bầu là 32 đại biểu, Hội đồng Nhân dân cấp xã được bầu là 431 đại biểu. Đến nay, công tác tổ chức thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức phụ trách bầu cử đã tiến hành các nội dung nhiệm vụ của cuộc bầu cử đúng trình tự, thời gian theo quy định, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Quách Thị Hương đề nghị Ủy ban bầu cử huyện Kim Động và các xã thị trấn tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất gắn với việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, quan tâm công tác đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền trong cán bộ công chức đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tích cực đi tham gia bỏ phiếu vào ngày 23 tháng 5 tới. Quý vị và các bạn, đến sáng nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cả hai đều là các trường hợp đã được cách ly tập trung từ trước. Tuy nhiên, đây đều là các trường hợp dương tính được ghi nhận sau khi xét nghiệm lần thứ 3. Tối qua, thị xã Mỹ Hào ghi nhận một trường hợp dương tính là nam nhân viên quán bia Khang Chọc ở tổ dân phố Lường, phường Bạch Sam, là F1 của bệnh nhân 3.120, làm cùng bệnh nhân 3.679. Được cách ly tập trung từ ngày 6 tháng 5. Kết quả xét nghiệm 2 lần vào ngày 6 tháng 5 và 13 tháng 5 cho kết quả âm tính. Xét nghiệm lần 3 ngày 16 tháng 5 cho kết quả dương tính. Sáng nay, huyện Khoái Châu ghi nhận một trường hợp dương tính ở thôn Ninh Tập, xã Đại Tập là F1 của bệnh nhân 3.168. Được cách ly tập trung từ ngày 8 tháng 5. Xét nghiệm 2 lần âm tính vào ngày 8 tháng 5 và 12 tháng 5. Sáng 17 tháng 5 có kết quả xét nghiệm dương tính. Hai trường hợp này đã được đưa đi điều trị tại Hà Nội. Đến nay, trong đợt dịch thứ tư của tỉnh Hưng Yên, ghi nhận 29 bệnh nhân COVID-19, trong đó huyện Khoái Châu có 14 ca, thị xã Mỹ Hào 13 ca và huyện Phù Cử 2 ca. Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước đây, năng lực xét nghiệm của tỉnh Hưng Yên còn hạn chế. Nhưng đến nay, mỗi ngày, các đơn vị xét nghiệm của tỉnh có thể thực hiện trên 1.000 mẫu đơn hoặc trên 5.000 mẫu gộp. Và đây là yếu tố quan trọng để giúp cho chúng ta khắc phục được tình trạng chạy theo dịch, chuyển sang thế chủ động trong phòng chống dịch bệnh. Trong đợt dịch thứ nhất và thứ hai, tỉnh Hưng Yên chỉ có Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh là đơn vị duy nhất thực hiện xét nghiệm COVID-19. Sang đợt dịch thứ ba có sự tham gia của Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên. Trong đợt dịch thứ tư này, giữa tâm dịch thị xã Mỹ Hào, chỉ từ ngày 4 tháng 5 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cũng thực hiện xét nghiệm được trên 5.200 lượt người. Hiện nay là chúng tôi đã có 7 kỹ thuật viên chạy thành thạo hệ thống vận hành máy xét nghiệm COVID-19. Vì vậy nên là chúng tôi là hoàn toàn có thể
đáp ứng được cái nhu cầu xét nghiệm trên địa bàn thị xã cũng như là cho 4 huyện phía Bắc của tỉnh. Số lượng mẫu xét nghiệm của Hưng Yên trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay là hơn 21.000 mẫu, nhiều hơn cả đợt dịch 3 tới 8.000 mẫu do có nhiều F0 hơn. Ngoài ra, trong đợt dịch này, ngành y tế có thể lấy mẫu cộng đồng nhiều hơn để nhanh chóng sàng lọc các ca bệnh ở khu vực có nguy cơ cao, tức là chuyển từ thế bị động, chạy theo yếu tố dịch tễ sang thế chủ động sàng lọc, phát hiện ca bệnh. Các đợt lấy mẫu cho hơn 1.200 cư dân thôn Hoàng Xá ở huyện Phù Cừ, cho hơn 3.000 cư dân tổ dân phố Nguyễn Xá ở thị xã Mỹ Hào, chính là sự chủ động sàng lọc để xác định có hay không có trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Việc lấy mẫu rộng trong cộng đồng là một trong những cái phương pháp để chúng ta loại trừ, tìm ra được những trường hợp có nguy cơ để chúng ta đưa đi cách ly để cho cái virus COVID này sẽ không lan ra trong cộng đồng. Bên cạnh sự quan tâm đầu tư của tỉnh và ngành y tế, thời gian qua, một số đơn vị cũng tài trợ hệ thống xét nghiệm hiện đại cùng vật tư, hóa chất trị giá hàng chục tỷ đồng, giúp tỉnh Hưng Yên cải thiện rõ rệt năng lực xét nghiệm. Cách đây 6 tháng, một ngày năng lực xét nghiệm chỉ có 30 người thôi, 40 người thôi, tức là thủ công. Nhưng đến bây giờ thì không thể nói là năng lực Hưng Yên thấp nữa. Tức là một ngày của chúng ta bây giờ khoảng 1.000 người rồi, có năng lực xét nghiệm. Nhưng tôi đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị mình phải tích cực vào cuộc, không được né tránh trách nhiệm. Đối với các huyện thì phải chủ động lấy mẫu, tức là cái công tác lấy mẫu rất nhanh thì xét nghiệm nhanh. Mà xét nghiệm nhanh thì chỉ xác định được đối tượng danh thì chúng ta có phương án để phòng dịch tốt hơn. Truy vết tốt, đóng truy vết phanh nhường dập dịch tốt. Nhưng mà truy vết danh rồi nhưng mà chúng ta lại không xét nghiệm kịp thời thì cũng không tác dụng được vậy. Nên là đây là một cả hệ thống chính trị và tất cả các bộ phận chúng ta phải vào cuộc một cách tích cực và nhịp nhàng. Chúng ta vẫn kiên định chiến lược ngăn chặn, xét nghiệm phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị hiệu quả. Bộ Y tế cũng khuyến cáo xét nghiệm sàng lọc nhiều vẫn ít tốn kém hơn phải giãn cách xã hội một cách vô lý. Vì vậy, việc nâng cao năng lực xét nghiệm có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, nhưng tại các chợ, bến xe trên địa bàn thành phố Hưng Yên, nhiều người dân vẫn chưa tuân thủ nghiêm túc việc phòng chống dịch. Ghi nhận trong sáng 17 tháng 5, tại một số khu chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên, lượng người ra vào khá đông, tuy nhiên có rất nhiều người không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2 mét. Một số người có đeo nhưng chỉ mang tính hình thức chống đối, trong khi các tiểu thương mỗi ngày đều tiếp xúc với hàng trăm lượt khách. Ngoài ra tại bến xe Hưng Yên có khá đông người ngồi tụ tập với nhau ăn uống và nói chuyện, tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh. Được biết, riêng tối ngày 15 tháng 5 vừa qua, lực lượng chức năng thành phố Hưng Yên đã xử phạt 7 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền trên 12 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày Chủ nhật 23 tháng 5 tới đây, cử tri cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri mong muốn các đại biểu được bầu sẽ làm hết trách nhiệm, tâm huyết của người đại biểu, đại diện cho tiếng nói của đông đảo cử tri. Nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân khóa trước là đã làm được rất nhiều việc cho địa phương về kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội. Mong rằng các ông bà là ứng cử Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 nâng cái đời sống của nhân dân khu phố Mậu Dương cũng như là phường Hồng Châu nói chung là khang trang sạch đẹp. Tôi là cũng luôn luôn mong muốn các ứng cử viên đã được bầu vào rồi thì luôn luôn giữ cái mối gắn kết giữa cử tri với các cái cấp để tạo cái mối liên hệ là liên kết giữa các cấp với các cấp chính quyền, đem tiếng nói của nhân dân đến với Quốc hội rồi Hội đồng Nhân dân các cấp, thì nhất là về các vấn đề như là an sinh xã hội rồi vấn đề trật tự an ninh của địa phương. Rất muốn là tới đây mà các ứng cử viên mà chúng vào các cái Hội đồng Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân các cấp ấy, quan tâm đến các hợp tác xã, quy hoạch cho chúng tôi một làng nghề
có chỗ sản xuất, chế biến và có chỗ xử lý môi trường rác thải. Về mặt tiêu thụ thì tôi cũng mong muốn là làm sao mà đẩy mạnh cái thương hiệu của làng nghề. Chúng tôi thì cũng rất là mong muốn, kỳ vọng rằng những người mà đã được chúng tôi tin tưởng bầu vào Hội đồng Nhân dân là những cái người đại diện cho nhân dân, cho doanh nghiệp để sao có những cái tiếng nói kịp thời để phản ánh lại những cái tình hình thực trạng của công ty, của địa phương tới các cấp có thẩm quyền để giải quyết một cách tốt nhất trong những cái tồn động và những cái khó khăn của doanh nghiệp hiện tại. Tôi cũng rất là mong muốn cái nhiệm kỳ tới, cán bộ mà đã được tín nhiệm sẽ tạo điều kiện và có những cái đường lối chính sách rộng mở hơn để cho doanh nghiệp chúng tôi thoát qua khỏi những cái cơn hoạn nạn của dịch Covid-19 để cùng phát triển đất nước. Để đảm bảo ngày bầu cử được diễn ra an toàn, đúng luật, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp như hiện nay, các địa phương đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo phòng chống dịch. Huyện Khói Châu hiện có 5 xã đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, gồm Đông Ninh, Tân Châu, Đại Tập, Tứ Dân và Đông Kết. 3 xã có người mắc Covid-19 là Đông Ninh, Tân Châu, Đại Tập. Trong đó riêng xã Đông Ninh có 9 ca tập trung ở thôn Tử Lý với 600 nhân khẩu đang bị phong tỏa và 86 cử tri thuộc diện F1 đang thực hiện cách ly y tế tập trung. Ngoài việc kiểm soát phòng chống dịch và chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày bầu cử, xã Đông Ninh đã xây dựng phương án cụ thể nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân trước, trong và sau thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để phục vụ tốt cho công tác bầu cử, thì Ủy ban bầu cử xã Đông Ninh đã thực hiện các nhiệm vụ và đã tổ chức họp và có cái hướng để chỉ đạo trong cái vùng dịch đối với thôn Tử Lý là phong tỏa toàn diện, thì đã thành lập một cái tổ bầu cử gồm 15 đồng chí do cái đặc thù của vùng dịch là có thêm 2 hòm phiếu phụ để trực tiếp là cái vùng phong tỏa đó để thực hiện cho nó rất là nghiêm túc, vừa bầu cử tốt vừa làm công tác phòng dịch tốt. Chúng tôi đã thực hiện là làm tốt công tác phòng chống dịch, huy động cử tri bỏ phiếu theo giờ để đảm bảo công tác phòng chống dịch và vẫn đảm bảo cái thời gian vừa chống dịch vừa tổ chức bầu cử để đạt cái hiệu quả tốt nhất. Thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ là thôn xuất hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên của tỉnh, đã được dỡ bỏ giãn cách ngày 13 tháng 5 sau thời gian không có thêm ca mắc. Tuy nhiên thôn vẫn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để đảm bảo cho công tác bầu cử. Xã Tiên Tiến cũng đã có phương án cụ thể. Đối với lại thôn Hoàng Xá thì chúng tôi cũng đã thực hiện sự chỉ đạo các cấp là tổ chức cái hình thức gián tiếp là tuyên truyền vận động trên hệ thống loa truyền thanh của xã để cho các ứng cử viên là thông qua tiểu sử tóm tắt danh sách trích ngang và chương trình hành động của mình, giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thành lập một cái tổ để xuống từng hộ dân để lấy ý kiến của cử tri vào những người ứng cử đại biểu hội đồng xã và chương trình hành động của từng người. Qua đó để cử tri nắm bắt được từng cái chương trình hành động của ứng cử viên, có cái nghiên cứu lựa chọn bầu được những người tiêu biểu. Hiện Ủy ban bầu cử các địa phương cũng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch tại các điểm bầu cử, chủ động xây dựng các tình huống, chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất điều kiện theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Là vùng trồng vải lớn nhất của tỉnh, huyện Phù Cừ cũng đang chủ động các giải pháp hỗ trợ cho bà con nông dân tiêu thụ vải trong điều kiện dịch Covid-19. Thời điểm này, bà con nông dân ở hai xã Minh Tiến và Tam Đa đã bắt đầu thu hoạch vải. Năm nay, năng suất vải nhìn chung giảm hơn so với năm ngoái. Mặc dù huyện Phù Cừ đã trải qua đợt cao điểm về phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trong cả nước, người trồng vải của huyện Phù Cừ không khỏi lo lắng đến việc tiêu thụ, nhất là trong thời gian sắp tới khi vải chín rộ. Trong suốt vụ vải vừa qua, chúng tôi đã cố gắng làm sao để cho nâng cao chất lượng của vải. Song do điều kiện dịch bệnh, chúng tôi mong muốn cơ quan chính quyền tạo điều kiện để cho đầu ra của vải của chúng tôi được thuận lợi. Huyện Phù Cừ hiện có 550 hectare vải lai chín sớm, tập trung chủ yếu ở hai xã Tam Đa và Minh Tiến. Từ năm 2016, vải lai chín sớm huyện Phù Cừ đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể. Hiện đã được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao. Để hỗ trợ người dân tiêu thụ vải trong điều kiện dịch Covid-19, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cừ đã chủ động phối hợp với các sở ngành của tỉnh, tổ chức kết nối trực tuyến với các doanh nghiệp, siêu thị và đầu mối tiêu thụ trên cả nước.
Vải năm nay mẫu mã đẹp và chất lượng vẫn đảm bảo. Tuy nhiên là cái trong điều kiện dịch bệnh thì hợp tác xã tôi là cũng đã đứng ra để liên kết để giới thiệu những cái đơn vị là đến thu mua vải cho bà con. Huyện đã và đang tích cực tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm, thông tin về nhà vườn trên các phương tiện thông tin đại chúng, phân công từng cơ quan địa phương có cái trách nhiệm hỗ trợ người dân liên kết với lại các cái đại lý, các cái bạn hàng truyền thống để tiêu thụ sản phẩm, thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch. Theo ghi nhận, qua 2 ngày đầu thu hoạch vải chín sớm tại hai xã Tam Đa và Minh Tiến, lượng xe thu mua khá nhiều. Các xe mua vải đều thực hiện thủ tục khai báo y tế, phun khử khuẩn, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Người dân thu hái đến đâu đều được thương lái cân hết đến đó. Giá thu mua theo từng thời điểm cân và chất lượng vải dao động từ 13 đến 18 nghìn đồng 1 kg. Phòng dịch của địa phương ở đây rất chi là tốt, chúng tôi cảm thấy yên tâm. Chúng tôi nói chung là về đây cứ từ đầu đến cuối, khi nào hết vải thì thôi. Thương lái sẽ chủ động liên hệ với các chủ xe để về để cứu đỡ bà con mình. Giá thì nói chung là nó tùy từng giá, hôm đắt hôm rẻ đấy ạ. Hôm nào đắt chợ thì trên đầu mối nó sẽ cân cao cho mình, chứ nó cũng không ai ép dân cả. Về là cân cho dân đến hết mùa. Sự chủ động trong công tác quảng bá và phòng dịch COVID-19 của chính quyền địa phương sẽ giúp công tác tiêu thụ vải diễn ra an toàn, góp phần giúp người dân ổn định tâm lý và yên tâm hơn trong việc gắn bó với cây vải. Đến nay, học sinh toàn tỉnh đã có gần 2 tuần nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vấn đề phụ huynh và học sinh quan tâm trong thời điểm hiện tại đó là các em sẽ tham gia kỳ thi học kỳ 2 dưới hình thức nào để vừa đảm bảo chương trình vừa an toàn sức khỏe. Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đã sớm xây dựng các kịch bản tổ chức kiểm tra đánh giá học kỳ 2 trong bối cảnh học sinh phải nghỉ học phòng dịch. Việc lựa chọn hình thức thi sẽ do người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định. Tuy nhiên, phải phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo an toàn sức khỏe của giáo viên và học sinh lên hàng đầu. Đồng thời, đảm bảo việc đánh giá năng lực học sinh chính xác, công bằng, khách quan, trung thực và hiệu quả. Hiện thông tư 09 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc đánh giá học sinh qua quá trình học trực tuyến có 3 hình thức, một là kiểm tra trên giấy, hai là kiểm tra trên máy tính và ba là kiểm tra qua việc thực hành cũng như là các dự án. Dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng điều kiện tổ chức thi trực tuyến như chọn phần mềm thi, đường truyền internet, thiết kế đề thi, nhưng phần lớn các nhà trường vẫn chưa chốt phương án kiểm tra. Bên cạnh đó, cũng có một số trường học đã quyết định thi học kỳ trực tuyến như Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên, Tiểu học Nguyễn Huệ, Trung học Cơ sở Nguyễn Tất Thành, Trung học Cơ sở An Tảo, thành phố Hưng Yên.